she's the one person going. Gia đình mình đến bãi biển rồi. No, we good for okay, now. Okay, instead of 15 or one chair, I give you 2 chairs for 15. I give you 4 chairs for 40. No, it's okay. We just hang out a little bit and we go. How long are you gonna be here? Just a little bit. 15, 20 minutes, something like that. You five off the chair. No, it's okay. Right here. You want a drink and a pineapple? Like that. You have a pineapple drink. And a coconut. Xuống đây, biển xanh luôn nè. Wow, hôm nay gió mạnh đấy nha. Mát quá. Ai đến Lan Thạch chơi á thì cứ đến cái biển này chơi là đẹp nhất nè. Đó là công cộng, bãi biển công cộng. Kêu mấy người lái xe, lái taxi chở đến đây. Khoảng 4 đồng một người đi đi một chuyến này. Mạnh ghê á. Mát chứ. Nhưng mà nó hơi sóng hơi mạnh. Đã quá trời luôn. Wow, chú này đẹp quá trời. Nước này tắm mà. Hả? Đó. Phải không? Ừ. Lặn xuống được á. Cua hả? Thấy cua hả? Có con cua nè. Đó. Thấy không? Nè. À, cua nước nè. Cua biển. Lạnh đá cho con cua. Đá. Ooh, feels so good. Wow, đã quá. Bẻ hết dăm ra rồi. Đẹp quá. Nó kéo ra nữa chứ, nó dừng á. Giờ sóng hơi mạnh á. Giờ sóng hơi mạnh cho nó gần gần đây nè. Bởi vì nó bỏ mấy cái phao lên nè. Đẹp quá trời. Đến đây chơi hết sảy luôn. Ủa, nó ra không ạ? Nó ra khúc nào không biết luôn á. Nó rút ra luôn á. Đi đi chút xíu nữa nó ra, nó đẩy xuống nó nhanh ghê á. Nó kéo ở đó, nó kéo. Kéo cái lúc chân luôn á, nó kéo cái lúc chân luôn á. Coi chừng á, coi chừng á. Là sóng đánh ghê à. Là sóng đánh mạnh ghê á.
Whoa. Là lúc mình ra đó. Wow, nó kéo xuống nè. Kéo xuống. Yeah. Ờ, tống này mạnh đó. Nó rút ra mạnh nè. Đó, đó, rút ra. Mạnh luôn á. Yeah. Đứng này nè, đứng này mà lúc xuống luôn á. Tựa bão rồi. It's a good workout. So tired. Cát nó mịn không nè, cát mịn như như bột vậy nè. Xuống đi mình, xuống đi.
không quá trời dữ luôn. Thống mạnh. Thống mạnh luôn á. Tống vô này. Đẹp quá. Đây có mấy người xuống đây. Tại người ta thấy mặt trời, trời nó hơi âm u rồi. Nhìn giống như sắp sửa có bão tới rồi. Cho nên ai cũng ở trên thuyền thì nhiều. Thank you.
Oh, another one. Là vừa rồi đó, nó đến giờ rồi, nó nước lên đến chỗ để ghế luôn rồi. À, mấy đứa live coi nó không có cho bơi nữa luôn nè. Rồi. Giờ về thiền lại nè, tại vì bây giờ cũng bơi được chút xíu rồi. Biển động rồi đó. Nãy giờ nó đập vô hoài luôn nè, không ngừng luôn. Được rồi. Wow, coi nó vô đến chỗ nước lên bờ ta luôn kìa. Rồi, áo vô đi về. Lần đầu tiên đi mà thấy cái cảnh coi như là biển động. Nhìn trời là biết sắp sửa có bão hay gì rồi nè. Đây mấy người bán đồ đây. Bán trái cây, ai muốn ăn uống nước, bia rượu gì mua đây. Đây bên này xe Honda Odyssey là nhìn kiểu khác ha, nhìn đẹp chứ.
Đó, trên này chỉ thành The Odyssey này. Điều đẹp anh. Y chang như Civic, cái đầu nó y chang như xe Civic. Đi. Cuối cùng tắm biển. Cuối cùng nha, cuối cùng gia đình mình cũng tắm biển được à. Mát mẻ rồi. Lên thuyền được rồi đó. Đưa tiền nó kìa. 5 đồng 10. Rồi đến ngồi đây uống nước đi. Nghỉ ngơi đây, đến đây rồi sợ gì nữa. Đi đường vô trong nó đi hoàn hảo rồi đó. Đừng bơi biển là cái chui. Đi ngồi đây nè, ngồi đây nghỉ không nè. Vô đó hả, ok. Rồi, vô luôn. Ờ, lên trên nó mới vô được. Ok,
tương lai đây. Tương lai nè, này tương lai nè. Tương lai đi lại chỗ này là nó sẽ đẹp như vậy nè. Không đem nước vô á được á. Hẹn gặp lại 2022 2023 thì sẽ đi tiếp chơi. À, đúng rồi, Thím mình nói nằm mơ thấy mất cái kiến, ai ngờ nãy đi biển tắm biển xong mất kiến luôn. À, cái này mà nằm mơ đánh trúng được 10.000 đỡ mấy. Chân rớt á, chứ không mà kéo áo lên nó rớt cũng rớt á. Nước đẹp ghê không nè. Những cái nước ở chỗ này đẹp nhất hay sao, đẹp quá trời. Giờ đói rồi, ai cũng về ăn xong cái là nghỉ ngơi. Chơi hết ngày hôm nay nữa là xong. Ờ, 2 giờ rưỡi cũng rời bến đó, có pho đi. Ngày xưa nó có cái bảng này thôi. Đây xóa bản luôn rồi nè. Xưa nó có cái bản này không thôi. Xóa bản luôn rồi nè. Mong làm lại đẹp hơn. Con mày nó có chụp ra còn giữ như cái hình con mày thằng nít. Ẩm nó đúng rồi, ẩm đây chụp nè. Chụp rồi đứng đây chụp nè. À, này mốt là nó dẹp luôn này. Right.
Các bạn mà quay tầm bà hoa mà. Ừ, đây nè, vô này nè. Thôi thì chúng ta đi tour. Lên là ăn trận nữa, giờ vô đi ăn tàu anh. Ăn trong lát ra ngoài coi. Dạ, cũng mới rời bến á, coi. Ở này xui mưa. Ừ, đúng rồi mưa, ừ, đúng rồi mưa mới nó có làm hay không. Nó giờ đi đâu. Thì khi mưa nó không có làm mà có làm ở chỗ ti rồi trời. Tháng 4 mình đi Royal Caribbean, mình tính thủ tiếp. Và mấy cái tàu mà kiểu mà cứu trợ kìa. Bự ghê không? Một chiếc vậy là chứa được mấy trăm người luôn. Hai bên nè, giữa tàu bên hai bên đẹp không? Ờ, không bơi đó. Mưa rồi. Vui quá, coi như là hôm nay là ngày cuối luôn đó, chơi cái đảo này xong là lên thuyền chơi, là coi như là tối nay là ngủ, là chuẩn bị là sáng mai là đi xuống thuyền thôi, đi về lại cuộc sống bình thường. Đây hưởng thụ 7 ngày mà nhà cúc đầu lên thấy lâu ha, mà đi đến ngày thứ tư rồi cái thấy nhanh. Đi lên nè, đi lên thứ 6, đi lên thứ 7, lên thứ 7 thấy nó trời 7 ngày tiếp tục rất lâu lắm à. Đi về lại quay ngày thứ 4, thứ 5 thế là thấy thấy buồn rồi đó. Oh, it's over on the other side too. For cái xe ấy thôi à. No, okay. Oh, yeah. One room. Giờ xuống này. Ờ, mưa càng ngày càng lớn rồi nè mọi người. Dông. Cái này tắm mưa nè. Nguyên một hàng luôn. No, just one side. Now you got two sides. You gotta keep going, yeah, you gotta go, so. I think you can go, I think so. I think you can go up there. Lay down. Raining. Vô xét trước khi vô.
waiting for the last few people on the other line. It was about right here somewhere. Yeah, I think so. Về thiền rồi ai cũng đói bụng cho nên bây giờ đi ăn. Đây anh có phim nữa kìa, có phim coi nữa kìa. Phim Brian, The Last Dragon. Trong đây nó mở không? Có người đứng không? Nếu không có người đứng là không mở. Rồi giờ là phải qua lại rồi. Không, vô đông tới không? Vô đông có vô gì hết. Phải mấy góc bên đây nè, trong góc bên đây. Có cầu bên đây nè. Không, mình đang mới ra trên kia. Trên đó đang qua nhớ không? Đó này. Món chicken không? Món chicken sandwich không? Cái bữa đó. Không, nghe bữa trước. Chicken sandwich tốt với kia. Có rồi. Này bên này thoa cổ gần nè. Này thoa cổ nó gần hơn. Con cá đồ nó gần hơn nè. Con chicken luôn. Gà, cá với lại heo. Cá trong một quán. Thiền này ngó vào thiền kia. Đó, thiền mà bên mình nè. Đó, ngó qua thiền đứt đi. Kia là Royal Caribbean. Thank you.
của hãng Royal Caribbean nhưng mà cái tên nó tên khác. Nhưng mà nó cũng bự, có thể nó bự hơn cái thuyền này nữa đó. Cái thuyền mình đi tháng 4 này nó sẽ bự nhất nhì. Nhất nhì của cái thuyền tên đó. Tiếp. Họ lấy con 20 cá với lại cái khố đó cho bò nó theo á. Theo với lại 20 cá. Disney thì nhỏ hơn. Thuyền Disney Magic này thì nhỏ hơn thuyền của mình. Nhưng mà có nhiều chiếc Disney khác thì mình nghĩ cũng bự lắm. Chưa đi, mình chưa, gia đình mình chưa đi hãng Disney. Cho nên là có dịp thì sẽ chở con mình đi. Tại trên nó có nhiều trò chơi cho con nít đó. Còn thuyền mình thì chỉ có mấy cái chơi giống như chơi nước. Với lại có cái chơi giống như là xe này nè. Nhưng mà con mình cũng chơi không được đâu. Tại vì nó cũng là thanh niên trở lên mới được chơi. Bây giờ thì mình là vô đi ăn ăn burger, đó, burger nè. Cái bàn ăn burger nè. I used to try to say no.
Yeah, let me get a Ranger and a Maximus. Nó bắt không nè, xếp hàng nè. Put one in here. Put the other one in here. One plate? Yeah, one plate. Thank you. Hai cái bơ chờ nó sảy à. Không lấy thêm đồ lấy đây. Ai muốn ăn thêm đồ lấy ăn đây. Đây có cái món phải nè nhỏ nhỏ này mà thích nè. Pickle. Ăn bao nhiêu cứ lấy nha. Sauce. Muốn lấy sauce nào lấy. Lấy cái chipotle. Taco. Chị của mình nè. Oh sorry. Xuống đây ăn. Taco muốn lấy bỏ gì vô thì bỏ. Mình sẽ bỏ rau vô. Đủ lửa ớt nè. Thank you.
xem giờ ăn kem. Đây cái bàn này trống nè. Ủa đó lý à, vì sao lý vàng lý xanh á. Có nhiều hay còn ăn nữa mà. Có. Tàu em ăn lý. Ăn chiếc đi, ăn này chiếc đi. Bên đây là không? Ở bên đây là bên này hay bên đó nè? Ooh, overloaded. Yeah, just a little bit there. Come with, come with. Come, come. Quay gì vậy? Ok, quay nè. Đang quay mà. Đang biết kem. À, anh thấy không? Mẹ, ăn kem nào? Thank you. Ờ tại bên đó không có nhà hàng. Bên đó là chỗ chơi nít đúng rồi. Giờ qua đây thì được. Lên đây bởi vậy mới nói ai mà nè. Ai mà ốm cho nổi. Bên đó đúng là bự hơn bên mình đó. Hả? Đó, nó cao kem ngắm thuyền bên kia để có gì lần sau mình đi sẽ đi thuyền đó. Luôn luôn là mình ngồi thuyền mình mà ngắm bên thuyền người ta, người ta cũng y chang vậy, người ta cũng ngồi với nó ngó qua đây, ta nói là sau này ta muốn đi thuyền này. Thì nói thuyền rồi cũng có thể bằng nhau nghĩa bằng nhau. Chứ là nó làm thêm cái hàng trên để cho người ta ngồi trên nữa. Cái này cũng nghĩ cái này cũng lên đây cũng thấy ngồi được này. Nên mình có thể bằng nhau. Đúng rồi, cái thằng bargaining nó để ghế với bàn ha. Ừ, thật sự mấy cái phòng đó. Mấy cái phòng mà có cái cửa đi ra ngoài, có cái bàn ghế này nọ chứ ta đâu có ngồi đâu. Ai cũng đi chơi trong phòng chứ đâu ra ngoài đó chi. Bên đó có sẵn luôn cái phòng không hơi luôn. À, không là ngồi nước nóng. Đừng cái nóng. Cô chị á. Không. Sao nè? Sao nè? Đã rồi. Này cũng bao cái mình. Nhìn bên này ngó bên kia thích ghê ha. Rẻ tiền hơn mấy cái phòng đó. Ừ, cái phòng VIP này. Đây coi mỗi cái phòng ở đây. Mỗi phòng có ghế với lại ghế tròn với lại hai cái ghế. Nhưng bên đây nó có hai phòng nè. Nó có hai vòng tròn mà trắng đấy kìa. Coi như là đắt tiền hơn nữa, cho chắc nó cho coi dạng mà VIP rồi. Để ngâm nước nắng nóng cho nó luôn. Thì sao đó. À.
Người nào người nấy cũng về hết rồi. Thì sắp sửa rời bến rồi. Mấy bị nó 4 giờ nó mới rời bến. Có thể về lại. Vespa. Đây là hàng pizza với lại mấy cái sandwich. Đây cái trễ nhất đi. Để mình đi xuống. Trễ nhất là 23, 24. Để đi xuống. Thêm nó chưa vô rồi lấy hết em. Lấy 4 cái đúng rồi. Thêm lấy cái đó luôn. 4 cái hả? Mình cái 24 luôn đi. Người nào muốn không? Cái trễ đó nên lấy hết trơn gần hết rồi kìa. Người nào muốn đi xuống trễ hết. Mình đâu có đi sớm chị. Xuống sớm mới công chờ đợi. Đi từ từ từ. Đích. Lấy 4 cái được thêm. Đủ rồi. Thì hành lý bao nhiêu cái lấy bao nhiêu cái thôi. Này cái tao nói 1 cái 1 cái 1 cái thôi đi. Mẹ cái quán này nè, quán này tối vô ăn nè. Cho lobster ngon luôn á. Ngon vô ăn. Xe bếp ba nè. Xe bếp ba. Hello. Quay đi. Hello. Chuyện này nghĩ đến nhớ Việt Nam à, Việt Nam lái xe. Tôi bên bà cũ hả, đầy cũ hả? Không nhớ bữa có cái phim gì nó mới ra cái phim gì mà tôi biết mà. À vậy mấy hả? Cái thằng mà nó là cái người trẻ mà nó thích cái chiếc Vespa thôi mà nó phải lên. Đây là cái tiệm pizza này. Pizza là 24/24 luôn á, muốn ăn giờ nào lên đây luôn có hết. Quá trình người ăn luôn. Này chúng ta chiếc xe nhỏ. Đây là hành nè. Chụp hình lên đây lấy. Có chụp nữa rồi. Đâu xe bắt bé đâu? Xe số mấy? Bé vào đâu? Xe đâu? 336. Hả? Thầy á, số thầy á, chứ không phải 336. Đúng rồi, cái số này nè. Folio. 1731. Mấy nữa? 79 hả? Đúng. Đây là 179. Bất đề là tháng mấy? Tháng 6 hả? Okay. 30 hả? 55. Không có 55, gần 5. Nó lâu lên nè. Lâu hình lên nè.
làm gì phi khỏi phải mất công in ra. In à? Họ hình giấy, hồi xưa in anh ra giấy mới hình luôn. Anh lấy cái thích bỏ, cái này là thích mới in. Thích mới in cho mình đó hả? Ủa trời. Này sao là lâu vậy? Cái này là nó hại điện nhiều hơn là hại giấy. Sao lâu vậy? Thì nó lâu rồi nhá. Rất nhiều người đang coi quá. Quá trời luôn rồi, người nào người nấy ngồi coffee có hình rồi. Ngày cuối rồi, hôm nay mà không lấy nữa là ngày mai đâu lấy được. Đang chờ đợi. Đang chờ đợi lâu quá, nó nổi mà nói gì luôn. À, kỳ vậy. Máy chắc hư rồi đó. Vô màn hình nhỏ đi. Nè, vô màn hình nhỏ này nè. Qua đây đi. Cái máy bên này. Bữa bác chụp hình. Một. Cái máy nó qua được bác. Cái máy bên lại. Bảy ba một bảy chín. Bảy ba một bảy chín. Vấn đề là gì? Hình này phải không? Đúng rồi, nó cái tàu đó để coi. Muốn lấy cái này 17 đồng 80, 17 đồng 15 kim chính. Lấy không? Lấy rồi. Lấy không? Bài nào bác mình chịu chơi rồi. Lên tắt. Bác mình chịu chơi. Bác chịu chơi. Đó xong rồi đó. Nhiều view total purchase vào. Lấy giờ. À, một tấm hình là 17.99 nè. Bữa ngày đầu nó sale 15.99 mà hôm nay nó không sale. Có biết hôm nay là người ta lo tới hình. Thế là có nói bao lâu hả ta? Đi qua đây hỏi đây. Đây nào qua đây nè. Đầu đeo nè. Tấm này 10 đồng.